Thật sự là mỗi lần dọn nhà hay là chuyển nhà là mình lại nhận ra có những cái thứ đồ mà có khi mình chẳng bao giờ dùng tới hoặc là rất ít dùng tới nhưng mà vẫn cứ giữ nó khư khư ở bên mình, vừa chật nhà lại vừa mỗi lần chuyển lại chuyển thêm cái đống đồ đó nữa. Và lần này thì tôi quyết định là tôi sẽ soạn hết ra những cái đồ nào không dùng thì bán thanh lý giá rẻ hoặc là cho đi. Nó vừa tốt cho mình mà lại vừa có thể giúp được những cái ai thật sự cần đến những cái đồ đó mà không có đủ khả năng tài chính. Trước giờ thì 10 lần như một lần nào chuyển nhà cũng sẽ luôn có những cái đồ mà mình phải cho đi và thanh lý nhưng mà không hiểu sao theo thời gian ấy nó vẫn cứ đầy lên trong nhà mình mà tôi biết chắc chắn cái nguyên nhân là do mình rồi. Cậu mình kiểu như là thích giữ lại ấy. Cứ suy nghĩ là nhỡ sau này cần dùng và quyết định giữ lại cho đến một ngày những cái món đó nó tích đống lại thành một cái đống to bự luôn. Nên là từ bây giờ thì tôi sẽ rèn luyện cái thói quen là những cái gì không cần thiết thì nên cho nó đến với một cái người khác cần nó hơn mình. Có thể là cho tặng ở trên các hội nhóm, có thể là thanh lý lại với cái giá như cho luôn. Bởi vì mọi người biết không, đôi khi những món mình cho nó lại không có ý nghĩa bằng việc mình thanh lý lại. Người mua phải mất tiền mua thì họ sẽ trân quý và có trách nhiệm hơn. Nhưng mà mình sẽ thanh lý với cái giá rẻ hơn rất là nhiều lần so với cái giá mình mua mới để tiếp cận được những người cần nó mà không có điều kiện kinh tế. Cũng là một cái việc giúp mình thu hồi được một phần vốn ghi có vào cái khoản doanh thu phát sinh trong bảng cân đối chi tiêu gia đình. Cũng tốt mà đúng không? Nếu mà cần thanh lý hay là cho tặng thì mọi người có thể lên chỗ tốt hoặc là tìm kiếm trên các hội nhóm trên Phở Bò có rất là nhiều. Và khi mà mình đăng thử lên trên đó, khi mà thanh lý hoặc là cho tặng thành công thì cũng nhận được rất là nhiều những lời cảm ơn của người nhận, khiến bản thân mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã làm được một việc có ích. Và tâm trạng đó là một cái khởi đầu rất là tốt, khởi nguồn cho những cái việc làm tốt tiếp theo sau này. Mọi người có đang dư đồ nào ở trong nhà không cần dùng tới không? Mọi người hãy thử cái cách trên xem sao nhé. Mình đảm bảo là mọi người sẽ rất là vui đấy, bởi vì nó vừa giúp được mình lại vừa giúp được người thì không vui sao được, đúng không?